Hôm trước mình livestream có rất nhiều bạn hỏi tóc mỏng thưa chán cao thì để kiểu tóc gì cho đẹp. Và may mắn là ngày hôm nay mình đã bắt được mẫu rồi anh em ạ. Hello. Hai eo đồ đâu? Đồ ở nhà, chỉ là người đứng sau. Em người đứng sau, thế đi về. Cái tóc này của bạn ấy thì nó hơi mỏng, phần trán thì nó hơi thiếu. Tìm được kiểu tóc đẹp cho những người tóc mỏng là một thách thức, nhưng mình có thể giải quyết bằng cách là chọn kiểu tóc có độ dài ngắn hơn. Bây giờ cho mình một chút mullet với cả một chút đúng rồi, và một chút cái này gọi là gì nhỉ? Disconnect undercut à? Được không? Rất nhiều anh em cố gắng nuôi tóc để che đi phần da đầu bị lộ và nó lại phản tác dụng, vì khi tóc mọc dài nó có xu hướng bị ép xuống và bị bết lại và rất dễ bị lộ da đầu. Mình quyết định chọn cho bạn ấy undercut hai bên tóc mai để làm cái phần tóc này trông nó thưa hơn. Trong khi đấy cái phần tóc ở trên đỉnh ấy thì mình sẽ cắt để cho nó có độ xù và độ dày. Lúc đấy nó sẽ có thể đánh lừa thị giác đấy là hai bên tóc mai thì thưa nhưng mà phần trên thì nó sẽ dày và đầy đặn. Mình cũng kết hợp với một chút mullet để trông kiểu tóc của bạn ấy có phần cá tính hơn. Cái form mullet này trông bây giờ rất là trẻ. Mullet anh cắt ở cái chỗ khác ấy trông nó kiểu cắt xong thành tháo ảnh luôn rồi. Hôm nay mình có mang một món sáp chuyên để vuốt tóc cho tóc mỏng của bạn ấy. Tí đã vuốt cái này thì tóc bạn ấy sẽ dày hơn. Nhưng mà giỏi quẩy Vina, yêu em mình lười cũng chẳng, mặc dù không giỏi đi xa, anh lại còn giỏi cả thi ca biến homestay bản thành villa. Tấm lòng anh không phải thủ dưỡng, không cần mổ bụng thì mới được xem. Mấy anh thanh niên trong bạn phải biết uống rượu mới tán được em. Nhà sàn của em sẵn bất nhưng nàng đồng ý mới có đường lên. Anh thi số vốn đen đủi không biết lần này liệu có được lên. Thì nó ơi, à lôi, hai chúng mình thì cùng đẹp. Trông dày. Trông dày nhỉ. Trông ưng kiểu này không? Được đây, em không nhận ra em nữa. Chị mừng rồi đúng không? Quá chị mừng rồi này. Nhớ trả công 2 cân thực. Ok, thế được. Trả cáp được không? Mấy túi? Một tải luôn. Một tải cáp luôn. Cùng lội mày điều cùng qua. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Không đội mũ nữa. Không đội mũ nữa. Thế như nào? Đi bây giờ là cứ thế đầu này mà đi thôi.